Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ làm một clip để giới thiệu với các bạn về một số loại dây đàn, và quan trọng hơn là chúng ta sẽ có một cái khái niệm, nhất là với những người mà chưa biết ấy, có một cái chút cái trải nghiệm về sự khác nhau giữa các loại dây đàn. Khi mà một cây đàn được lắp trên, được sử dụng bốn loại dây khác nhau, thì hôm nay tôi sử dụng bốn cây đàn guitar đều của cái cây đàn Emotion No 1 ấy, là cái cây đàn mà tôi đã từng giới thiệu là tôi đặt làm, thì một cây đàn mà tôi tự thiết kế, thì sử dụng bốn loại dây khác nhau, đó là dây Safari Antiga với giá 400.000. Đây là một cái bộ dây mà chính hãng với giá khoảng 400.000, có nơi thì bán cao hơn, có nơi thì bán rẻ hơn một chút, cũng tùy. Bộ thứ hai là bộ Hanabox Bromix, bộ dây này của Đức và có giá là 500.000. Bộ dây thứ ba là dây Royal Classic, gọi tắt là dây RC, một loại dây rất truyền thống của lâu đời của Tây Ban Nha, sản xuất trực tiếp tại Tây Ban Nha. Loại dây thứ tư là dây rất nổi tiếng, đến bây giờ có thể nói là một trong những loại dây mà đang nổi tiếng nhất và được sử dụng nhiều cho những cây đàn tốt nhất, đó là dây dây Knock Knock EDQ33.5 QZ ni lông. Bộ dây này có giá là 560.000. Đấy. Thì tôi sẽ chơi chơi trên từng từng cây đàn và tôi sẽ giải thích. Tôi sẽ cùng cùng các bạn thảo luận. Cây đàn thứ nhất là cây cây đàn này thì sử dụng dây Safari Antica. Toàn cả dây bát lẫn dây 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 chép. Trên cái dây này thì cái âm thanh của Safari thì nó có một cái đặc trưng rất là nổi bật, đó là cái âm rất là sáng. Đấy, màu sắc rất là hiện đại, rất là sáng và nó phù hợp với những một vài những cái cây đàn mà kiểu như là bạn nào mà muốn kiểu nó sáng lên, muốn cái thích cái kiểu âm mà nó tươi vui thì dùng, thường là sẽ thích dùng Safari. Những cái bạn trẻ sẽ rất là thích cái kiểu dây Safari này, âm nó rất là sáng sủa và bài bass của nó cũng ra phát âm cũng rất là hay, rất là cân đối, độ bền thì cũng 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 là tương đối. Thực ra là về căn bản thì cái dây bass thì thường là cũng không bền đâu, hãng nào cũng thế thôi, đều là rất là tinh học. Thì thường là nếu mà chúng ta có thể mua cái bộ bass lẻ thì cứ hết một bộ chép, hết hai bộ bát thì dùng thay một bộ chép là vừa. Thứ hai tôi sẽ thử, đó là bộ Sonata Norman Tension của dây Royal Classic, gọi là RC. Phải nói là rất là sâu lắng, rất là lắng đọng.
kiểu dây của Tây Ban Nha thì cũng giống như kiểu tiếng đàn Tây Ban Nha. Tôi nhận ra cái điều đấy. Khi mà gảy thì nó phát âm rất là nhanh. Các bác đánh một nốt thì cái nốt đấy nó đang ở đây, nó bay đi luôn, chứ nó không phải từ chỗ này bay ra. Đấy, nó hiểu là nó đến ngọn luôn, chứ nó không phải là đi từ gốc lên. Âm nó rất là dứt khoát và nó rất là ướt. Độ sáng thì vừa đủ thôi, không sáng như là Safari. Safari thì âm rất là sáng, rất là kiểu những ai mà nghe thì dây Safari rất là phấn chấn. Còn cái dây này thì nó có vẻ tâm trạng hơn. Bây giờ chúng ta thử sang dây tiếp theo. Xin lỗi các bạn là vì tôi vừa ngắt dây xong, thành ra là dây nó rất là xuống. Dây 85, dây số 3 là dây carbon và 3 dây trầm là dây titani. Đây là dây mà showroom của tôi là được Hanabac đặt làm riêng, độc quyền. Thì tôi là một đại diện của Hanabac rất là lâu năm rồi, chính xác là gần 7 năm. Năm nay thì tôi được làm đại diện thêm cho hai hãng là hãng Nốc Lốc của Tây Ban Nha và hãng RC cũng của Tây Ban Nha. Tuy nhiên thì tôi phải nói lại là không phải vì tôi làm đại diện mà tôi lại kiểu như là không khen các dây khác, mà bởi vì là trên thực tế thì các loại dây đều có cái hay riêng của nó, đều có cái điểm mạnh riêng. Đấy, rất là nhiều những dây khác nhau như là Adario này, Lavella, Agustin, rồi là dây cái gì Gali của Ý. Đấy, rất là nhiều loại cũng đều là những cái loại dây rất là hay, tuy nhiên là tùy vào sở thích của mỗi người thôi. Cái đàn này về căn bản thì nếu mà để cùng một loại dây giống nhau thì nó sẽ kêu giống nhau như đúc luôn, nhưng mà khi trên bốn cái loại dây đàn khác nhau thì nó lại kêu khác nhau, cái âm phát âm nó lại ít nhiều khác nhau đi. Nhưng trên cái dây này thì cái âm của nó rất là êm, rất là dày, tôi cảm giác cái sự dày dặn của nó rất là đầm, và nó cũng có cái gì đấy phát âm mà nó rất là dứt khoát, nó âm nó ra rất là nhanh. Tức là cái độ tinh xảo, cái độ chính xác của nó, cảm giác như đánh một cái là chúng ta cảm thấy cần luôn cái nốt này. Tức là đấy, thì qua clip này thì để cho các bạn thấy là không phải cứ cái đàn nào nó kêu cũng lúc nào cũng thế, mà lại phụ thuộc rất nhiều vào cả dây đàn nữa, một cái phần nào đấy. Và chúng ta khi mua dây đàn thì chúng ta có thể trên cùng một cái đàn của mình có thể thử
các loại dây, xem là dây nào hợp. Tôi cũng thế, tôi cũng rất là khổ sở khi mà một cái cây đàn mà nó về thì phải tìm xem bạn nào phù hợp với nó. Và qua cái clip này hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm những cái kinh nghiệm trong cái việc chơi đàn guitar, đặc biệt là về vấn đề tìm dây đàn phù hợp. Và xin kết thúc clip tại đây, chúc các bạn sẽ tìm được cái loại dây phù hợp với mình. Tạm biệt.